mọi người. Hey Nhô, Nhô mọi người. Trời ơi, hôm nay live stream sớm bởi vì sao? Nếu như mà em hôm nay còn rất nhiều việc nhưng mà em live stream muộn ý, thì mai em đi lễ thì là kiểu như là không lực nhiều hàng ấy để live ấy. Ai không ở nhà nên là live stream sớm cho có chế đủ đơn. Mọi người chia sẻ nha, live stream nhiệt tình lên, hôm nay lên nhiều mã đẹp xuất sắc luôn đấy mọi người. Hôm nay phải gọi là nhiều mã gọi là siêu cao cấp luôn. Hàng áo đáo đấy các thứ, gọi là nhiều mã, rất nhiều mã cao cấp em thật mọi người luôn. Mọi người chia sẻ live stream nhiệt tình cho em đi. Chia sẻ live stream nhiệt tình cho em đây này. Hôm nay nhiều mã đẹp lắm mọi người ạ. Đây nhìn của em những cái áo len thế này rất đẹp này. Toàn bộ đều là hàng len Quảng Châu cao cấp hết luôn này. Đẹp lắm mọi người ở đây này. Cực kỳ đẹp luôn. Rất nhiều len đẹp đang chờ mọi người. Hôm nay em lên là bởi vì sao? Mùa miền Bắc bắt đầu là kiểu như là lạnh rồi. Miền Nam thì mọi người mặc những cái mã như này, cái áo như này rất là nhẹ nhàng, nó vừa vặn luôn đấy mọi người. Chia sẻ livestream lên cho em nhiều mã xuất sắc luôn đấy mọi người. Đây này, áo đá đây. Em mượn cái gọng áo đá đó này. Đẹp lắm mọi người ơi, phải gọi là siêu đẹp luôn đây này. Còn áo đá này em còn mấy chiếc, có hàng cao cấp luôn, hay rất nhiều hàng cao cấp. Và rất nhiều dạng, ok từ từ này, đây em khoe mọi người thôi, xong gió tí nữa sẽ livestream mọi người. Hôm nay nhiều mã đẹp lắm, hôm nay mọi người bỏ qua là hơi bị tiếc luôn. Nên chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá mọi người nhá. Chia sẻ livestream mạnh tay lên thực sự cực kỳ mạnh lên cho em này. Đây. Đẹp xuất danh cho con một cái đây này. Trời ơi, đây là cái dáng váy đá này. Váy đá đẹp xuất sắc, hôm nay rất là nhiều mã đẹp đang chờ ở chế này. Cái váy đá này ngoài giá của nó lúc nào cũng phải là 250 luôn, hot girl bán này, nhìn lên này, đá đẹp lắm luôn này. Cực kỳ nhiều mã đẹp luôn mọi người, chờ em xíu. Đây một mã tặng cho em, chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ livestream cho em đây, em tặng một cái áo này giật cực kỳ hot hit luôn đây, tặng combo cho em đây. Hôm nay mọi người biết combo em bán rồi đấy. Lên tặng cho em một cái chân váy này luôn này, chân váy ngọc này, đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Cái chân váy ngọc này mọi người mặc này, cực kỳ xinh luôn, chân váy ngọc này mặc rất đẹp này. Tặng cho em. Cái nào không cọc để ra đã, tặng cho em một cái chân váy này. Tặng cho em này, sau em lên hôm nay rất nhiều mã đẹp mọi người, hôm nay bỏ qua cái mã này gọi là quá đáng tiếc luôn. Tặng cho em một cái chân váy đã. Chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em đây này, lên cho em một mã nữa này. Đâu cái mã này đẹp chưa này. Nhiều mã đẹp lắm trời ơi, hôm nay phải gọi là siêu nhiều đây, cái cardigan hot hit luôn này. Eo cái hàng này xuất sắc luôn đấy mọi người ạ. Đây. Hôm nay em mới về cái lô này xong. Đây mọi người nhìn cái cardigan này. Em nói thật mọi người luôn, hôm nay mọi người mà không chia sẻ cho em gọi là hơi là phí của rời luôn đấy. Cái cardigan nhìn của em cái chất này. Mê luôn, nên chia sẻ mạnh tay lên cho em. Các tình yêu chia sẻ mạnh tay lên cho em, có một mã tặng cho em này. Tình yêu nhớ em là chia sẻ mạnh tay lên cho em, một mã tặng cho em, đẹp xuất sắc. Tiếp theo cho em nữa, hôm nay tặng chơi lớn luôn này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Nhiều mã đẹp xuất sắc. Chia sẻ lên cho em các chế. Hôm nay nhiều mã đẹp, thực sự hôm nay là len em bán là len đầu vụ luôn. Là len em găm phải gọi là găm rất là lâu rồi. Chứ bây giờ mọi người bảo anh ơi lấy cho em cái mới cái. Bây giờ mà mọi người bảo là mọi người lấy xỉ cái áo này không bao giờ có cái giá đấy, nên chia sẻ lên cho em bán cực kỳ nhiều mã xinh luôn. Trời ơi đẹp lắm các chế, toàn váy vớ có thú đẹp mê ly luôn. Đẹp gọi là mê hồn luôn. Đây này, có mã đẹp chưa? Eo ơi toàn mã xinh luôn này. Đây em bán cho mọi người này. Gọi là đầu tiên livestream đây này, còn toàn mã len gọi là len cao cấp luôn đấy mọi người ạ. Ôi đẹp quá, len này đẹp quá này. Len này xanh ở ngoài chủ bộc đi đang toàn bán là bao nhiêu thôi mọi người. Chia sẻ lên cho em, anh ơi em mượn bút mới cái. Em mượn bút mới, mượn một cái bút mới em đi một mã tặng đã. Thật sự luôn đấy mọi người, eo ơi thật sự này, béo dã man thôi. Mai là em đi gần như là hẹn cọc rồi. Đây. Lên cho em có tình yêu ơi, chia sẻ livestream lên cho em nhá. Chia sẻ livestream lên cho em. Trời ơi, cực kỳ nhiều mã đẹp luôn. Lên một mã tặng cho em, một mã tặng cho em. Lên cho em một mã nữa này, thực ra là cái áo này ấy. Alo, tí mọi người có cà phê bàn bạc thêm không? Bà anh Hải chắc là có đấy, nhờ cà phê một tí thôi. Đây. Lên cho em một mã tặng này các chế, ok chốt tặng cho em, tặng thu nhà ấy nha, tặng thu nhà cho em này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em, tặng thu nhà lên cho em này, cực kỳ xuất sắc luôn. Lên cho em một mã tặng nữa, em tặng cho mọi người luôn này, đừng để quạt gần thế nó ủ. Đây trời ơi, cái váy tím này gọi là hình như này này các bạn, nó ấy luôn này. Đây. Ai mà nhận được một cái đây em tặng cho mọi người chơi lớn luôn này, từ từ anh ơi tối. Đây, chơi lớn luôn này. Eo ơi cái này là set của bầu nha, em tặng coi như là khách của em, khách bầu rất nhiều. Em tặng cho mọi người luôn một cái set này, bình thường set này mọi người mua ngoài phải 250.000 luôn, một cái set quần bầu này, áo đẹp xuất sắc luôn. Chị nào bầu thì vào đây em tặng cho các chế này, riêng hàng em nha, em tặng là hàng Quảng Châu đẹp luôn này. Riêng hàng em là tặng hàng Quảng Châu đẹp luôn, tặng cho các chị bầu một set này luôn. Nên chia sẻ lên cho em cái set bầu mọi người mua ngoài phải 250.000 luôn. Chia sẻ lên cho em bán cực kỳ nhiều mã len đẹp. Chia sẻ lên cho em mọi người, chia sẻ của em tặng, chia sẻ cho em 10 lần cái set này mọi người mua. Ờ một mã này tặng chị nào bầu, có mẹ hay là bầu ở đây, cực kỳ đẹp luôn, cả một set bầu cho em nhá, tặng một set bầu cho em. Eo cái set này mọi người đem đi tặng thôi. Ví dụ như nhà chị nào mà mọi người chơi với nhau thì thường là có các bạn các bè mà có bộ kiểu như có bạn bầu ấy. Mọi người không bầu, mọi người đem mọi người tặng set này lịch sự này. Người ta tưởng là mọi người mua mấy trăm nghìn bởi vì chất rất đẹp. Eo set cute chất rất đẹp luôn.
Nên mọi người chia sẻ cho em một cái set Quảng Châu này em tặng các chế, bởi vì nhà em rất là nhiều chị bầu mua hàng nha em, đến mức là em thật mọi người em không phải là kể đâu. Đấy, không phải là kể đâu, nhưng mọi người là bảo là cái gì nhở, Quỳnh ơi chị nói thật với em là chị bầu, chị đang bầu nhưng mà chị nghiện xem livestream của em, không nói điêu nha, em đã đăng rồi. Chị không, chị mua về, em bảo là bây giờ chị bầu chứ không mặc đâu, mày kệ chị, mày cứ chốt cho chị đi, chị mua về để chị tặng chị, à chị chồng chị mua về chị để chờ đấy, chị đẻ xong chị mặc, xã man cho nhiều khác lắm luôn. Comment của em chị tình yêu là chia sẻ 10 lần, comment 10 lần nhanh tay cho em, comment 10 lần nhanh tay cho em nhá mọi người ơi, nhiều mã xinh lắm. Comment 10 lần nhanh tay cho em này, lên cho em một mã này. Comment 10 lần, tặng 10 lần cho em, tặng 10 lần cho em để em lên mã này. Toàn mẫu bộ đều là mã xinh xuất sắc luôn. Hôm nay mọi người mà mua hàng nha em á thì gọi là dã man luôn. Cái này còn sót đúng 3 chiếc là hết sạch lâu này luôn. Còn cái áo xanh hết rồi đúng không? Áo xanh trong đấy còn không? Đây, ok ok, nhanh lên chia sẻ livestream nhanh lên cho em, chia sẻ livestream cho em. Ok này, chốt tặng bầu cho em này. Tình yêu là chia sẻ 10 lần, comment của em là đã chia sẻ giúp em nha, một cái set bầu rất xinh luôn. Set bầu hàng Quảng Châu cao cấp đây cho mọi người xem. Trời ơi, mã này em để mọi cho mọi người xem này. Em gặp ủa chất của nó mê luôn, chất của nó siêu mê luôn này. Mọi người nhìn cái hàng Quảng Châu là hàng tặng luôn nhá. Cái set này hàng tặng cho em luôn này. Cực kỳ đẹp luôn, cái set bầu này màu tím rất là xinh luôn mọi người nha. Lên cho em tặng, sau đó hôm nay rất là nhiều mã đẹp, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em. Chia sẻ cái livestream mạnh tay, hôm nay em bán cực kỳ rẻ luôn. Ok, chốt tặng chạ bi bầu luôn này, tặng chạ bi cho em luôn này. Ok, tặng chạ bi cho em nhá. Mở đầu cho em một bát này. Cái mã xanh này nếu ai đã mua hàng em thì biết rất đẹp. Còn đúng 3 cái đây mọi người nhìn không? Còn đúng 3 cái cho em đây. Này, nhìn này. Áo xanh này đẹp lắm luôn. Khách mua bảo là chị ơi cái áo này đẹp thế, xuất sắc luôn. Đây. Còn đúng 3 chiếc hết là không về thêm nhá. Hàng này hàng đẹp của em luôn, hàng cao cấp của em luôn. Len là len cao cấp này mọi người nhìn không ạ? Len là len giật á. Mọi người mạng bị giật à mọi người? Mạng có giật không? Mạng có giật không để em lên, trời ơi. Mạng ơi, mọi người ơi, mạng có giật không? Mạng có giật không? Trời ơi, mạng mà mờ thì chắc khổ thân em lắm luôn ấy. Mạng mà mờ thì chắc khổ thân em lắm lắm luôn ấy. 1, 2, này, 3, này, 4, này. Mọi người ơi, mạng có giật không? Bán hàng đi. Ừ, mọi người sẽ được mã tặng nhá. Đây, đây còn đúng một cái, 4 cái này. Mã xanh này, chia sẻ live stream lên cho em. Mã xanh này mọi người mặc phải gọi là siêu phê luôn. Chứ không phải là phê luôn này, chất rất là đẹp này. Còn đúng 4 chiếc duy nhất cho em á này. Ủa đẹp xuất sắc luôn này, hàng dày dặn nha. Hàng em nói không với hàng len kiện. Nếu như mọi người biết không bao giờ len kiện, mã này hôm nay duy nhất hôm nay chia cho em. Bởi vì em nói thật mọi người, mã này em còn đúng 4 chiếc. Còn bị mờ mọi người ơi. Không bạn ơi, mạng bình thường mã 01 chốt cho em 75.000 hôm nay 4 chiếc. Quá là xuất sắc rồi, mở đầu live stream cho em. Mã này mọi người không bao giờ mua được giá 75.000. Mọi người ngay ra chủ bộc. Ở ngay chỗ mà chủ bộc ở chỗ trường học với ngân hàng ngay gần chỗ trường em. À chết quên, là đấy mọi người thử ra đấy, mọi người mua xem một cái áo 250.000 luôn. Đến mức là nhân viên em toàn lấy mặc thôi, bởi vì áo này đẹp. 01 nhanh lên ai. Ok, Nguyễn Ngân Khánh cho em này, nhanh tay giúp em nha Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Xuất sắc luôn này. 01 chốt Phạm Hương cho em này 75.000. Ai nhận cái mã này quá xinh luôn này, Phạm Hương cho em này 75.000 cho em này. 01 nhanh tay cho em 75.000. Hôm nay em bán cực kỳ nhiều mã đẹp nên lanh nhanh tay cho em. Len đẹp xuất sắc, toàn len với khoác thôi. Ok, 01 hoa trần không dấu này. Nhớ hôm nay này. Nhanh tay còn đúng một set nữa thôi. 01 cho em, nhớ chia sẻ lên cho em một mã này, đẹp chưa? Ok này, 01 chi Ly Nguyễn cho em hết luôn. Đẹp lắm luôn. Lên cho em một mã, đây mới là siêu phẩm này. Đây mới là siêu phẩm này, chia sẻ lên. Ok, 01 này, bây giờ Hà Nội bắt đầu mới vào gió mùa mọi người nhá. Em bán toàn những cái đợt mà len đầu vụ thôi, phải gọi là em om nhá. 01 ai nhỉ? Chi Ly Nguyễn đúng không ạ? Chi Ly Nguyễn cho em này, ok 75.000 cho em. Ok, Chi Ly Nguyễn 75.000 cho em, lên cho em một mã nữa mọi người, chia sẻ mạnh tay mã này lên cho em. Còn đúng 10 chiếc là hết. Mã này em nói mọi người, em găm từ cái đợt mà nó còn chưa lạnh. Ở bên kia Quảng Châu họ đang sale, cái là bên kia chưa lạnh thì bắt đầu em ôm rồi. Vốn rất là to. Nhưng thôi, một mã này chia sẻ lên cho em, riêng cái len này các chị mà nhận mà. Ôi, nó phải gọi là siêu phẩm mọi người nhìn này. Cái mã len này phải gọi là siêu phẩm nhìn của em này. Nếu như mọi người mua một cái khoác len này ở ngoài, nó vào vụ bây giờ phải là 350.000. Một cái khoác len dáng rất đẹp, len lông ép cừu. Nó phải gọi là mềm mà nó rất là nhẹ nhá. Nó không phải là kiểu nặng trịch đâu. Mã này cho em bán, vừa bán vừa tặng cho em một cái mã này. Nếu như mọi người mua hiện tại bây giờ phải là tầm khoảng 300.000. Em nói thật, rất là đẹp luôn. Mã này chốt cho em, mã này chốt cho em là 99.000, thực sự quá là xuất sắc luôn đây. Có đúng 10 chiếc thôi mọi người ạ. Nhìn em cái màu nâu này, eo ơi màu này quá là xinh luôn. 99.000 thôi, 99.000 này, 02. Chị nào không mua được cái mã này là hết là không còn nữa, bởi vì sao? Đây mọi người nhìn này. Lông ép cừu rất đẹp, em không bao giờ em bán đắt. Không bao giờ bán hàng câu like. Trời ơi cái mã 02 này ai không mua được phí. Nó là phí nửa cuộc đời, nhìn của em này, mặc trắng da kinh mà cái lông này của nó rất đẹp nhá. Cái lông này của nó rất rất đẹp luôn. Ai không mua được thì hơi bị phí luôn này, nhìn của em này.
Hàng cao cấp luôn, đây là mã 02 cho em 99.000, rất đẹp. Nhanh tay cho em 02 cho em, đẹp quá trời ơi. Nhi Binky cho em form dáng rộng nhá, trời ơi. 99.000 này, ok. 02 chị Phạm Hương này, 02 chị Phạm Hương này, còn muối tiêu đấy Chili ơi, 02 Phạm Hương cho em này. Nhanh tay cho em 99.000 này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em các chế. Nhìn hộ em cái mã này, trời ơi đẹp chưa, rất là đẹp. 02 mọi người không mua hơi bị phí, 99.000 một cái thôi. Đây mọi người nhìn cái khoác này, trời ơi mê ly luôn. 02 Nguyễn Ngân Khánh hoàng mắt em bảo đẹp là đẹp, nên mua các tình yêu. 02 này Nguyễn Ngân Khánh cho em này, nhanh tay của em Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Trời ơi 99.000 ok này. 02 nhập xù hai cái này, 02 Phạm Hương có hàng này, đến đúng 10 cái là hết nha mọi người ơi. 02 nhập xù này, 99 này ok này, 02 nhập xù này, 99 cho em này, nhập xù này ok này. 02 Lã Thị Lan Hương này, nhanh tay thì được. Mã này thực sự rất đẹp, Lã Thị Lan Hương này. 99.000 cho em này. Còn đúng 4 chiếc nữa, nhanh tay thì còn khoác lên. Ừ Hà Vũ hôm nay săn đi, xong rồi ship tiếp tình yêu. Hôm nay săn đi, săn đi, săn đi. Nhanh tay cho em. 45 kg vừa. Trời ơi, mã này không lấy này. Ok này, 02 chốt Hoàng Ngân, chắc chắn mua hàng chốt cho em nha. Hoàng Ngân chắc chắn mua hàng chốt cho em nha tình yêu ơi. 02 này, Hoàng Ngân này. À Trạm Y này, Trạm Y cho em này. 99.000 này ok này. 02 này, nhanh tay cho em đúng 3 chiếc nữa thôi. Xinh lắm. 02 này, Chi Ly Nguyễn thì lại số điện thoại Chi Ly Nguyễn cho em. Trời ơi cái mã này khách nhận được qua ưng luôn. Trạ Bi có hàng. Đây, xinh chưa? Trời ơi mọi người mã này nhá, mọi người mùa đông ấy. Mọi người mặc cho em. 02 chốt Linh Bích à anh. Linh Bích cho em này. Ok này, 99.000 này, không bao giờ có giá này luôn này. 02 này, nhanh tay. Chị Liên Trần đây có thấy này. Xinh chưa? Trời ơi 02 nhanh tay cho em 99.000, rất là đẹp. Lên tiếp cho em một cọc dạ nhé. Lên 02 cho em này, xuất sắc chứ các chế. 02 cho em này, Hoàng Ngân. 02 Hoàng Ngân này. Hoàng Ngân cho em này, đẹp lắm luôn mọi người. 02 Hoàng Ngân, form này form áo mọi người mặc bên trong rất là xinh nhá. 02 Hoàng Ngân cho em này, đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. 02 này, Hoàng Ngân cho em, trời ơi dạ ép luôn. 99.000 em mặc mọi người chưa biết đâu. Ngoài mọi người nhận cái áo này xong mọi người khóc thét luôn, bởi vì rất là đẹp. 02 chốt cho em này. Trạm Y à, 02 là chốt cho ai nữa đây, cái cuối cùng này. 02 chốt cho em là Hoàng Hiền à. Hoàng Hiền. Cái ok 02 chốt cho em họa hao vào công anh chốt trước nhá. Hoa bồ công anh này. Hoa bồ công anh cho em này. 99.000 ok. Bắt đầu mới lên một tiếp siêu phẩm ở đây là một cái váy đá. Mọi người phải chia sẻ nhiệt tình cho em, bởi vì là hôm nay gọi là cái váy đá này các tình yêu chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em bởi vì sao? Mọi người chia sẻ lên cho em thì em sẽ bán một cái giá rất là yêu luôn. Bởi vì sao đông người xem em bán được nhiều hàng, em sẽ bán cho mọi người. Bởi vì sao chia sẻ nha, tại sao em lại chia sẻ mọi người. Ví dụ như nhá, một mẫu em chỉ cần lãi, ví dụ như mọi người, nếu như mọi người mà không mua nhiều, một mẫu em chỉ lãi tầm cho mọi người 5.000 một cái thôi. Đúng, thực sự là 5.000 một cái cho mọi người thôi. Bởi vì sao em bán được nhiều mà, 10 cái em đã có 50.000 rồi đấy. Em bán một buổi tối em bán ít ít thôi là em đã có 200, em ăn đồ lẩu rồi. Mọi người phải cho em ăn đồ lẩu rồi đấy, một cái em đã 5.000 thôi. Nên mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em, chứ nếu không á, nói thật mọi người lên một cái lãi 5-7.000 chẳng qua là mọi người lấy luôn này, lên cho em một cái váy đá. Trời ơi, riêng mà các chị nhận cái váy đá này chỉ gọi là khóc thét thôi. Thực sự cái váy đá này, em nói thật mọi người, vào vụ mọi người không mua được đâu. Một cái váy len đá này, nhìn chất đá chưa. Nhà em bán len rất đẹp và rẻ nên mọi người vào. Linh Bích không có số xả luôn nha anh ạ. Linh Bích xả luôn đúng không? Áo này đẹp thế, để cho em một cái mặc luôn. Cái mã này để cho em mặc lên trên kia luôn anh ạ. Linh Bích để cho em luôn này. Cái váy này là cái chất len của váy đá này, siêu phẩm luôn này. Đây, trời ơi đây mọi người nhìn thấy không? Nó là dáng ngắn như này nhá mọi người, mặc với quần legging bên trong cho em này. Cái váy đá này rất đẹp luôn này. Bán cho em đúng mấy chiếc thôi, chia sẻ cho em 99.000. Mã này bao nhiêu đây? 03. Bao nhiêu đây bà 10 lít? Mã 0303 cho em 99.000, nhanh tay thì còn. Váy này, váy len đá này. 03 cho em này, 99.000, nhanh tay giúp em nhá. 03 cho em này, 99.000 này, rất đẹp luôn ạ. Nhanh tay còn đúng mấy chiếc là hết thôi. Nhớ là chia sẻ lên cho em nhá. 03 cho em này, ok Nguyễn Ngân Khánh 2 chiếc này. 99.000 ok này, Nguyễn Ngân Khánh mã này xinh lắm luôn ạ. Nguyễn Ngân Khánh này. Ok này. 03 cho em Nguyễn Ngân Khánh này, đẹp lắm luôn ạ. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Ok. 03 chốt cho em là 03 cho em này. 47 cân mặc thoải mái tình yêu ơi, mã này càng gầy càng xinh nhá. 03 chốt 03 cho em, 03 nhanh tay cho em Nguyễn Ngân Khánh 2 chiếc rồi tình yêu ơi. 03 cho em này, 03 mọi người xem có bị mờ không mọi người. 03 chốt 03 cho em này, Minh Hồng Đặng có hàng này. Minh Hồng Đặng cho em này. Minh Hồng Đặng cho em này, ok. 03 chốt tiếp cho em, 03 chốt cho em này. 99.000, còn đúng 2 chiếc. Váy đá đẹp xuất sắc, mọi người mặc đi mùa này, mặc đi Tết thì thôi. Ok. Hoa Bồ Công Anh có dạ muối tiêu đấy. Lên cho em ít dạ nhá. Linh Bích có số dạ rồi đúng không? Chơi rồi. Thì mã đấy để em xem ai không, để em còn mặc một cái đây. Còn đúng 2 chiếc, nhanh tay cho em. Trời ơi, xinh xuất sắc. 03 cho 03 cho em Minh Hồng Đặng có. Minh Hồng Đặng đơn đi rồi nhá. Minh Hồng Đặng đơn đi rồi tình yêu ơi.
mẹ lại mấy cái thằng nó hãm mày, mày tao vạch lên cho mày xem bây giờ, mấy cái thằng này tao vạch lên cho mày xem đây phải slip không nhá. Mẹ bọn này, đây là slip à? Hả, đây là quần chả nhẽ mặc thì mẹ hở mẹ quần ra. Đây là quần ngủ của tao, mày hiểu không? Mày nhìn cho kỹ chưa? Địt mẹ cái bọn con trai này, đéo có việc gì làm, địt mẹ bố mẹ mày đéo biết giận mày à hả? Địt mẹ để cho địt mẹ mày ăn không ăn cứt chó à? Ở nhà mày ăn cứt chó, bố mẹ mày ăn cứt chó hay sao? Địt mẹ mày đéo đi làm đi ăn gì, địt mẹ chỉ đi soi đít con gái hả? Địt mẹ mới thằng ăn hãm lồn này. 03 cho em 99 ngày này, địt mẹ để im tao làm ăn. Áo dạ lúc nãy là áo nào chị ơi? Ừ ok ok Hồng Mơ nhá. Đây là mẹ mấy cái thằng kia nó hãm lồn thì cút đi. Để cho địt mẹ mấy chị mua hàng, khách mua hàng của em đừng bị nghe chửi nữa. Hãm hết cả lồng ra. Từ chiều hôm nay chả nhẽ địt mẹ cứ vạch cái quần ra. Địt mẹ bây giờ tao đang mặc quần tao khoe chúng mày xem à? Rồi bố mày đang mặc quần chứ đéo phải bố mày đang mặc slip à? Ức đéo chịu được, eo thề từ trưa hôm nay ấy mặc cái váy ngắn thì địt mẹ chúng nó cứ chửi. Mà địt mẹ cái slip thì có phải là mẹ không phải đâu, mà cái slip thì địt mẹ có đắc mất rồi. Ừ đấy thấy chưa, không phải đâu kệ, nhưng vấn đề là đây nhá, mọi người xem cái livestream của em thì mọi người biết này, xem livestream một người nói ok, không phải một người nói thì không sao, một người nói thì không sao, em ơi em cởi áo ra đi ok, kịp mẹ kệ mày, mày một người nói thì không sao, một chó vào nhà thì không sao, nhưng đến năm con chó nó vào nhà thì mẹ mình phải chửi chứ đúng không mọi người, năm con chó phải chửi cho cái thằng nó đang nghe, nó đang ngồi, nó đang hóng thịt mẹ, nó đang soi lồn soi bướm con gái thịt mẹ, nó cút mẹ ra đi, eo ơi ở nhà thịt mẹ nó nói từ vừa lúc nãy đến giờ. Áo lúc nãy 99 như áo nào tình yêu ơi. Ở nhà mẹ bố mẹ đéo dậy cho hay sao ấy, địt mẹ con trai là nông con trai, làm thì làm, đéo ăn thì thôi. Ừ ok Hoàng Minh Ngọc không sao. Làm thì làm, đéo làm thì biến, địt mẹ rảnh lồn mẹ vào soi quần lót quần xịp của con gái. Mấy đứa bệnh hoạn. Ở đấy thôi em bán đi. Chửi lắm để em chửi chúng nó chết mẹ chúng nó, mày đang nghe tao chửi mẹ tao chửi cho mày á, địt mẹ mày. Chửi cả mả tổ mới lên luôn, đào mẹ cả mả tổ mới lên luôn, địt mẹ mày nghĩ bố mày hiền á. Đéo hiền đâu, riêng mà bài chửi thì mẹ mày ta chửi nhau. Mày có gan mày ngồi đi mày nghe, nghe tao ngồi chửi nhau với tao cả ngày. Tao chửi cho mày chết mẹ mày luôn thì mẹ. Riêng mà đã đúng ấy thì đéo là sợ. Chỉ có những đứa sai, chỉ những cái đứa mà thì mẹ có những thằng như thế, nó bệnh hoạn như thế nó mới sợ thôi. Chứ còn mình làm cái đéo gì đâu, mình bán hàng chứ mình có phải là mình bịt mẹ. Mình ê các chị ơi mẹ các chị sao soi vú, các chị nhìn vú em đi, các chị nhìn quần lót em đi có giờ đâu. Đúng không? Có giờ em bịt mẹ các chị nhìn vú đâu, em bán hàng em kiếm tiền bằng thật. Chứ mẹ em cũng phải là em sai em làm cái đéo gì. Ờ như mấy cái con mà công nhận có những con diễn viên nó cũng hãm thật, mình thì nói không nói tên, nhưng mẹ làm mấy cái clip cứ hay hay xong rồi thì mẹ mặc áo thì mặc áo hở vú, chụp ảnh lúc đéo ra cũng địt mẹ vú vê chế cả ra. Ờ cái gì nhở, hôm nay em nóng quá xong rồi thì mẹ đăng lên là sao các anh cứ thích soi vú em. Đó là việc của chúng nó sai, nhưng thì mẹ mình bán hàng chứ thì mẹ mình có phải soi vú soi vê, mình có phải mở vú ở vê ra đâu mà ức đéo chịu được mấy cái bọn hãm lồn mẹ. Đấy thôi thôi bán hàng em kệ mẹ chúng nó, bởi vì sao, bởi vì là một con chó vào nhà thì mình không tiếp, mình mẹ mình kệ luôn, nhưng đến lúc năm con chó nó đập một lúc ấy, năm con chó đập một lúc mình phải tát vỡ mỏ chúng nó ra, thì mình phải vả cho vỡ mỏ chúng nó ra, thì mẹ cho chúng nó biết là thì mẹ động vào ai thì động, động vào con này thì mẹ bố mới chửi cho banh lắm. Một cái áo rất đẹp này, rồi em bán hàng tiếp đây, sorry các chế. Đây cái mã này coi như là em chiên các chế này, một cái mã hàng rất đẹp. Cái mã này để mọi người mặc với quần dạ, mùa đông mặc với quần dạ chất rất dày, len rất mịn luôn. Một cái mã này có 5 chiếc, vừa bán vừa tặng cho em 75.000 này. Cái áo này không hôm nay luôn, rất là đẹp luôn này, mã 04 đúng không? 04 cho em này, chốt hàng trần 04 này. 04 hàng trần nhanh tay thì còn ạ. À. Mã này rất đẹp 75.000 thôi ạ. À. Hàng trần cho em này, 75.000 này, ok này. 04 Nibinki này, nhanh tay thì có đẹp này. Mã này rất đẹp luôn, Nibinki cho em này, màu xanh than trời ơi. 75.000. 04 Lê Thị Hà cho em này, nhanh tay thì còn ạ. À. Trời ơi 75.000 cái áo Lê Thị Hà cho em này. 75.000 cho em này. 04 chốt ai nữa đây? Hồng Mơ cho em này. Nhanh tay giúp em nha, 75.000 cho em, còn đúng một chiếc cuối cùng thôi. Mã này chưa lên đã hết rồi. Ai mua cái áo chất này thì biết này. Ok, Nguyễn Thị Thanh Phương cho em hết một mã cho em. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em tình yêu. 04 hàng trần có hàng rồi tình yêu ơi. 04 Nguyễn Thị Thanh Phương cho em này. Lên cho em một cái mã, thực ra là cái áo đỏ này em bán một cái giá gọi là quá rẻ với mọi người luôn. Rất là rẻ, bởi vì sao? Đầu vụ rồi, gần như cái mã này em đã bảo rồi mà. 04 cho em này, Nguyễn Thị Thanh Phương đúng không? Mà mọi người hộ em với nhá, lâu lắm rồi em chưa nóng tính ấy. Lâu lắm rồi khách chọn hàng livestream em cũng chưa nóng tính, bởi vì sao tính em rất dễ tính. Em thật mọi người, khách nói thật là mua nhà em xong một lần chỉ thích thôi. Bởi vì sao chị quá dễ tính, em nói thật đấy. Em bán hàng cái mồm của em chửi thế thôi, nhưng mà em chẳng bao giờ em gọi là em chưa bao giờ em dám chửi khách một câu nếu như khách không ấy. Ví dụ như nhá, em xem một livestream nếu như mọi người biết là kho buôn cô họ. Đấy. Em thề không phải nói xấu, em không phải nói xấu nhá. Em kể một tí không phải nói xấu, xong lên một cái mã này rất hot. Cái mã này áo này nó gần như là mặc basic đủ với loại luôn. Riêng một ở đâu này, một cái mã giá rất đẹp chia sẻ lên cho em. Đây, à đây cái mã 04 này còn sót một chiếc này. Màu thanh than này. 04 có sót một chiếc của ai đây? 04 trăng. Ai 04 ok, chị Thư Lê có hàng này. Đẹp quá, 75.000 đấy.
đéo hiểu sao. Khách thì kiểu như là mọi người comment ý, thì em cũng giống như em, tôi muốn mua hàng giá rẻ thì phải comment nhiều nhiều lên đúng không. Đằng này có những khách comment lần thứ hai cũng là ví dụ như mã 04 nhá, thì mọi người chốt là 04 mấy lần liền. Các chị đéo có não à? Đéo sao em vào livestream mọi người, em xem livestream chứ, con này nó chửi khách chứ. Các chị đéo có não à? Em thề luôn, ông không nhận đây, ông quý ông xem cùng em không nói điêu. Các chị đéo có não à? Đéo đúng là thật sự luôn đấy. Xong lúc sau Facebook em bị mất nick, em ơi thề. Lúc sau mà Facebook em bị mất nick thì các chị đừng có bảo là tại con này nó chửi hăng quá nên bị mất nick ấy nhá. Thề mọi người luôn. Thôi rồi để em bán hàng cái này. Không á, mai em đi chơi là không có tiền đi lễ đâu, không có tiền à, không có tiền đi chơi đâu. Đây đi lễ này. Má này cho em này, một này. Bán đúng gọi là giá, đúng là lãi, đúng như bằng một cái kẹo luôn. Cái màu đỏ rất xinh này. Cái màu đỏ này thực sự cái chất len của nó rất đẹp nha mọi người. Mã này comment của em là lãi cho em 73.000 một cái, rất đẹp. Đéo được sao 73.000 cho em cái áo này, nếu như không mua thì phí cả cuộc đời luôn. Mặc với cái gì cũng đẹp. Thực sự cái mã 73 này mặc với cái mã này không mấy nhở. Không bao nhiêu, không bao nhiêu đây. Đẹp lắm luôn, trời ơi. Cái mã này mà mọi người mà không chốt nhanh tay thì á, 05 cho em 73.000 một cái. Chưa bao giờ cái áo len bán rẻ như này. Quá xuất sắc luôn. Ok này, 05 cho em gần như là bao nhiêu cân mặc cũng được luôn. Mã này rất xinh, mặc cái chân váy này. Mã bao nhiêu đây? 05 cho em này, nhanh tay chia sẻ cho em nha. Một cái giá quá yêu cho các chị ơi. Nguyễn Thị Thanh Phương ạ. À? Nguyễn Thị Thanh Phương cho em này bao nhiêu ạ? 73.000 cho em này. 05 hồng mơ cho em này. Hồng mơ cho em này. Hồng mơ cho em này, 73.000 nhanh tay thì còn có chế. 05 chốt cho em. Nguyễn Thúy cho em này, Nguyễn Thúy cho em này. 73.000 cho em này. Ok, 05 chốt cho em Đỗ Vân Anh này. Đỗ Vân Anh này. 73.000 cho em này. Ok, 05 chốt cho em này. Nguyễn Ngân Khánh này. Mã này đẹp, hôm nay bán toàn hàng len cao cấp thôi mọi người ạ. 73.000 cho em, mọi người nhận cái len này, mọi người thích luôn này. 05 Nguyễn Ngân Khánh này. Ok này. 73.000 cho em này. Ok. 03 chốt tiếp cho em Hoàng Hiền có hàng này. Hôm nay sẽ có màu khác đây, lên một màu khác cho Hoàng Hiền cho em này. 73.000 cho em này. 05 chứ 05 chốt cho em này, nhanh tay còn đúng 2 chiếc nữa thôi. Bán một cái giá gọi là quá sốc luôn đây. Nhìn của em, nhìn chất len này, 05 này. Nhật Xù có hàng này, chắc chắn mua hàng giúp em với tình yêu nhá. Đừng bom hàng mà tội nghiệp cháu đó. Trời ơi, bom hàng này mất công em thử mệt lắm. Đây, mã này quá xinh luôn. Trịnh Phượng ơi, có lấy tình yêu này, mã này xinh chưa? Trời ơi, mặc sơ vi này với chân váy này. Em nói thật mọi người, riêng chất len em bao luôn. 05 Trịnh Phượng hết hàng rồi, tình yêu ơi. 05 Trịnh Phượng. 05 Trịnh Phượng cho em hết hàng ạ. Đây xem hình như cái lọt đấy chưa? Không phải ha. Đúng nhỉ? 05 chốt cho em này. Không, cái mã này khác. Mã này khác, mã này khác. 05 chốt cho em Trịnh Phượng này. Quá yêu luôn, chia sẻ livestream lên cho em. Chia sẻ livestream lên cho em. Trời ơi mọi người ơi. Đấy thế. 05 Trịnh Phượng cho em. 05 Trịnh Phượng cho em này. Trịnh Phượng cho em này. Đỗ Văn Anh xin số Hoàng Hiền. 73.000 cho em này. Đỗ Văn Anh Hoàng Hiền xin số cho em nhỉ. Hai cái mã này phải gọi là, cái này hôm nay là dọn kho. Bởi vì sao? Toàn những mã hot hit. Hai cái áo này thì ai mà nhận được thì gọi là mê tít luôn. Đây. Trời ơi này. Không có một lời gì để nói các tình yêu nhá. Cái mã này rất đẹp này. Dáng kiểu nó cực kỳ xinh này. Mọi người nhìn không? Nhìn của em cái kiểu này rất đẹp luôn này. Kiểu này mà mặc với chân váy hoặc quần dạ thì cực kỳ xinh luôn. Chia sẻ lên cho em mã này. Em chờ các tình yêu chia sẻ được bao nhiêu chia sẻ đây, còn đúng 3 cái vừa bán vừa tặng cho em mã này luôn. 70.000 này. Chất rất đẹp luôn này. Trời ơi cái len này của nó, len móc đẹp lắm luôn. Mọi người nhìn em mặc này. Còn đúng 3 chiếc nhá, bán cho em 70.000 rồi. Len đẹp chưa? Mọi người mặc cái quần dạ cho em này. Kiểu này mặc cái quần dạ rất xinh này. Kiểu này gọi là kiểu cực kỳ tây luôn. Mã không mấy đây ạ. Không mấy đây ạ. Còn đúng 3 chiếc. 06 cho em còn 3 chiếc này. Đẹp quá. 06 cho em này. 06 cho em. Bố Văn Anh có số rồi này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. 06 hàng Trần có hàng này. Đẹp quá. Trời ơi 70.000 thôi mọi người ơi. Lạnh rồi. 06 chốt cho em này. Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 70.000 này. Ok, 06 Hồ Diệu Linh có hàng. Thích chị ạ. À? Riêng hôm nay Hồ Diệu Linh đơn, Hồ Diệu Linh free ship nhá. Comment thích chị là chị yêu rồi đấy. Eo ơi khiếp. Chả mấy khi. 06 Hồ Diệu Linh có hàng hết cho em mã này. 06 Hồ Diệu Linh cho em bán đúng thực sự đâu. May bán vừa bán vừa tặng nó chế luôn đấy. Vừa bán vừa tặng nó chế luôn. Lên gọi là lên vừa bán vừa tặng luôn. Lên cho em mấy cọc lên không? 06 chốt cho em Hồ Diệu Linh này. Chắc chắn mua hàng nha. Tình yêu chị xong lúc sau chặn hàng bom hàng của chị là hơi mệt đấy nha. Yêu chị xong lúc sau chặn hàng lên bom hàng của chị là hơi mệt đấy nha các chế. Đây lên tiếp này. Đây là một cọc này. Riêng cái mã này thì gọi là bán quanh 5 ngày tháng rồi. Chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em. Trời ơi cái mã này hàng cao cấp quá này.
Trời ơi, thực sự cái len này nó là hàng gọi là hàng đẹp luôn đấy mọi người ạ. Len kẻ này chất rất đẹp luôn mà em nói thật sự là em bán gọi là một cái giá quá yêu với mọi người luôn. Chưa giờ em bán như này mà, ví dụ nhá, nếu như mà bảo là trời nóng 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 em bán cho mọi người giá đẹp thì không sao, như đây là trời, những cái trời mà nó đang lạnh lạnh như này. Ủa cái áo này gọi là chất siêu mềm luôn này. Một cái mã này vừa bán vừa tặng cho em, chia sẻ lên cho em bán một cái giá không tưởng luôn. Những cái áo như này chất rất đẹp này, kiểu của nó cổ rất là xinh luôn này. Chị Phạm thì em vẫn còn đây thì cướp thêm cũng được. Cực kỳ xinh đấy, Thu Quỳnh Nguyễn, thích vô chung là lấy à? Lấy rồi. Lấy Thu Quỳnh Nguyễn rồi à? Đây, cực kỳ xinh này, một cái mã này vừa bán vừa tặng cho em. Cái áo này rất đẹp mọi người mặc này. Co giãn là cái form của nó, cái phông của nó rất đẹp luôn. Mã này vừa bán vừa tặng cho em 68.000. Áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream nhá, 68.000 cho em này. 68.000 cho em mã bao nhiêu đây ạ? Đẹp lắm luôn. 07 Thu Nhài có hàng này, 68.000 luôn, đẹp xuất sắc chưa? 07 cho em này, 68.000 này, vừa bán vừa tặng luôn đấy ạ. Thu Nhài cho em này, 68.000 này. 07 Hoàng Hiền có hàng này. Hoàng Hiền cho em này, ok này. 68.000 này. Ok này, 07 chốt cho em là Nguyễn Ngân Khánh hai cái này. Nguyễn Ngân Khánh cho em 68.000 này. 07 này Nguyễn Ngân Khánh này. Đẹp xuất sắc, mã này ai lấy thì á, chất xinh lắm luôn mọi người ạ. 68.000 mã này chất mềm mại lắm luôn. Hoàng Hiền có hàng rồi đúng không? 0707 chốt nhanh tay cho em. 07 nhanh tay cho em. Không biết là livestream nó có bị ấy không nhỉ? 07 nhanh tay, nhanh tay. Ok này, Nguyễn Thị Thanh Phương có hàng này. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em này. Nguyễn Thị Thanh Phương cho em. Trời ơi, 68.000, nhanh tay, nhanh tay cho em. 07 chốt cho em này. Hoa bồ công anh dồn đơn, ok tình yêu. Mã này mặc xinh lắm, hoa bồ công anh này. Công anh cho em này, 68.000 này, ok. 07 chốt tiếp cho em 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, đúng 4 chiếc. 07 Bích Ngọc có hàng này. Bích Ngọc cho em, trời ơi xinh lắm, 68.000 cho em, đúng rồi. 07 chốt tiếp cho em Đỗ Vân Anh này. Nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Không chia sẻ là không có giá đấy đâu ạ. 07 chốt cho em một đúng hai chiếc nữa thôi, 68.000 nhanh tay, nhanh tay. Mã này mặc với chân váy thì gọi là xinh đừng hỏi luôn bởi vì cái dáng của nó rất đẹp. 07 Thùy Linh có hàng này. Thùy Linh cho em này. Ok, 07 của một người nữa hết sạch cho em luôn. Mã này xinh quá. Mặc rất đẹp, chất mê luôn. Trời ơi, có 68.000 một cái. Quá quá xuất sắc luôn nha các chế. Lên cổ ngọc à? Cái mã này mã gì đây? Chia sẻ lên để em lên mã hot nào, chân váy, chân peo các thứ nào. Anh lên cho em một cộng dạ đi. 07 này chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 07 còn một chiếc. Ok, 07 chị Như Suga Vũ có hàng này. Ok, 68.000 cho em mã này hết. Đây. Lên cho em nữa này. Mọi người ơi, sao cái view hôm nay nó chán đời dở cái tình yêu ơi. Đây cái mã này xinh quá. Cái mã này nó là dáng váy thủ. Ôi. Cái mã này nó là dáng, ồ em thề em phải giữ một cái mặc. Eo phải gọi là mẹ cái mã này quá đẹp luôn. Dáng váy này chất mềm chưa? Eo ơi thề đấy. Em phải giữ ngay một cái mặc mai đi Sapa. Đéo gì, đời việc gì phải khổ. Giữ ngay một cái mặc. Đẹp quá, cái dáng váy này, dáng váy ôm body này mặc cực kỳ phê luôn. 08 nhanh tay cho em này. Đẹp chưa? 08 99.000 cho em cái váy này rất đẹp. Eo ơi, hôm trước mẹ vừa mua cái váy này 400 xong. Em thề mà chất nó không được đẹp như này đâu anh ạ. Chất nó không được mịn như này đâu. Xinh chưa? Đẹp xuất sắc chưa? Em là hay cũng hay ấy lắm này. Cái váy này quá đẹp luôn này. Đến đầu gối nhá. Hàng Trần này, còn đúng 3 chiếc thôi, chị nào nhanh tay thì đẹp. Quá xuất sắc luôn. 08 cho em 99.000. Hello chị Yếu Xuân Nhân, eo lâu lắm rồi không thấy gặp em ấy nhá. 08 chốt cho em Hàng Trần này. Hàng Trần cho em này. 99.000 này, ok này. 08 Hiếu Siêu Nhân này, đẹp quá. Ok Hiếu Siêu Nhân này, mã này rất xích quá ạ. Hiếu Siêu Nhân cho em này. 99.000 còn đúng mấy cái thôi. 08 chốt cho em Ngọc Yến Nguyễn này, mã này bán chiên các chế luôn này, đẹp chưa? 08 chốt cho em này. Hãn. 08 chốt cho em Ngọc Yến Nguyễn này. Đẹp xuất sắc, 08 Ngọc Yến Nguyễn cho em này. Ok, 08 Ngọc Yến Nguyễn mã này hết cho em nhá. Chia sẻ lên cho em view mây chán thế. 08 Ngọc Yến Nguyễn này. Ngọc Yến Nguyễn cho em này. Ok, 99.000 này. Ok, mọi người. Hai cái mã này lên cho em cộng váy đi. Ô, cái này vẫn còn sót này. Còn sót hai cái luôn đó má. Đây, 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 đây. Lên cho em, lên cho em. Rồi, này. Cái màu này cho em rất hot. Màu này bán rất nhiều này. Màu này hot quá. Lên cho em màu hồng phấn nó đi. Lên cho em. Trời ơi, trước rồi chị không thấy em đâu nha. Đây, một mã nữa này. Cái màu này rất xinh, bán cho em một cái giá gọi là yêu không tưởng và tưởng không yêu luôn này. Tưởng không yêu mà yêu không tưởng các chế. Lên lên cho em. Đây, trời ơi. Màu hồng phấn này rất xinh này. Mã này màu hồng phấn rất nhẹ nhàng nhá. Hôm nay bán cho em cái giá này. Ủa, len đẹp thế. Len mịn dã man luôn. Chia sẻ lên cho em bởi vì em đang vội lắm. Em bán để còn hôm em đi cà phê. Em đi cà phê, bạn hôm nào cũng có kèo đi chơi, qua đây chơi 4 giờ.
Đây, mã này xinh chưa? Trời ơi, mặc này. Nhìn cái cổ đó mọi người, nhìn mọi người nhìn cái cổ này, mọi người đã thấy là hàng của nó rất xịn rồi. 09 vừa bán và tặng cho em mã này. Trời ơi, đẹp chưa? Mã này sơ vi với quần thì thôi này. Đẹp chưa? Nhìn mọi người nhìn cái cổ của em này. Em mặc là không rõ nhá, để mà nói rõ mà so với chi tiết thì quá đẹp luôn. 090909 chốt cho em 09 này. 09 chốt cho em vừa bán và tặng cho em là 65.000 hàng Quảng Châu, quá xuất sắc, 65.000 cái. 09 này. 09 cho em này, Nguyễn Ngân Khánh này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này, 65.000 này, ok này. Vừa bán vừa tặng luôn này, Nguyễn Ngân Khánh này. Trời ơi đẹp quá. 65.000 này, ok này. 09 Bích Ngọc này. 09 Bích Ngọc này xinh quá, màu cực kỳ đẹp luôn này. Bích Ngọc cho em này, 65.000 một cái hàng Quảng Châu mọi người nhá. 65.000 một cái hàng Quảng Châu luôn này. 09 này, Hiếu Siêu Nhân cho em này, màu hồng xinh quá luôn. Hiếu Siêu Nhân cho em này. 65.000 ok. 09 chốt cho em nhanh tay, còn đúng 2 chiếc nữa thôi. Ngọc Thúy cho em này. Ngọc Thúy cho em này, 65.000 ok. 09 có một người cho em hết ạ. Rất xinh này, Ngọc Yến Nguyễn hết cho em cái này. 09 Ngọc Yến Nguyễn cho em hết này. Lên cái kia là anh xem cái cầu dạ sáng hay là cái gì đó. 09 Ngọc Yến Nguyễn em hết này. Lên nhanh cho em nhá. 09 anh đưa cho em cái cọc lẻ đi anh. Lên lẻ với áo nỉ ấy. 09 này Ngọc Yến Nguyễn cho em này. Cả dạng nữa nhá. Áo khoác nữa này. 65.000 này. Ok. Đây chưa hợp em nó đây. Cái màu này phải gọi là cái áo cổ ngọc này của em phải gọi là quá siêu phẩm. Eo ơi trời, hôm nay mình tung ra đấy. Này, mặc dù nhá, hàng về rất đắt. Cái xỉ này em đảm bảo mọi người luôn, riêng mà lấy ngoài hàng chợ Quảng Châu không bao giờ có giá này. Riêng mọi người lấy bởi vì sao? Cái form của nó rất đẹp này. Mà riêng cái ngọc này em gọi là tâm đắc nhất luôn, bởi vì cái ngọc này nếu như bình thường ấy, em nói thật, hàng Quảng Châu nó làm rất cẩn thận. Mọi người mà mua mọi người biết này, cái ngọc này của nó này, nó sẽ là đính luôn lên đây này. Chứ nó không phải là nó theo chỉ hay là gì cả, nên mọi người không bao giờ sợ là cái ngọc nó sẽ rơi ra, nhưng rất là chắc chắn luôn này. Màu đen cho em, trời ơi, cái màu này mặc thì gọi là quá đẹp luôn. Dạ thì gọi là tôn da kinh khủng luôn. Mặc dù giá rất cao nhá, ok sẽ có. Mặc dù giá rất cao nhá, nhưng mà em sẽ bán cho mọi người một cái giá cực kỳ yêu luôn. 75.000 mọi người ra chợ Đồng Xuân cái áo này hỏi cho em cứ cầm thôi. 180.000 tiền sỉ luôn này, mã mấy đây? Đẹp lắm luôn này, mã 10 nhanh tay cho em. Xinh chưa? Eo ơi, mã 10 này quá xinh luôn nhá, không phải xinh vừa mà quá xinh, quá sang luôn. Mã 10. 10 cho em, trời ơi xinh quá. 75.000 thôi, vừa bán vừa tặng cái chế đấy. Mã 10 cho em giá này, mã 10 Nguyễn Nhung này, cái gì? Nguyễn gì? Nguyễn Nhung cho em này. 75.000 này, mã 10 Thu Nhài này, đẹp quá. Chia sẻ lên cho em nhá. Thu Nhài cho em này, 75.000 cho em này. Mã 10 chốt đấy. Mỹ Nhung cho em này. Mỹ Nhung cho em này, 75.000 cho em này. Ok, mã 10 nhanh tay. Ừ, em có này, đẹp lắm, cảm ơn Thu Hoài Vũ. 10 An Nhiên Nguyễn có hàng này. An Nhiên Nguyễn chắc chắn mua hàng giúp em nhá các tình yêu ơi. An Nhiên Nguyễn cho em 75.000 này. Em đã 10 mèo con họ Nguyễn hết luôn mã này. 10 mèo con họ Nguyễn hết luôn mã này, đưa cho em cái cọc kia cái. 10 mèo con họ Nguyễn hết cho em mã này nha các chế. 10 mèo con họ Nguyễn này, hết cho em này. Có chị còn đơn đâu. 10 mèo con họ Nguyễn này. Quá muộn. Mèo con họ Nguyễn này. Các tình yêu mà chưa mua được màu đen thì sang màu trắng cho em nhá. Địt mẹ thằng Công Văn này, mày đang ở live stream không? Chíp chíp hồng cái đầu bùi, địt mẹ thằng này. Đang bán hàng suôn sẻ. Bố tổ sư nhà mày. Lại chíp hồng đéo hiểu mắt chúng mày có đờ mày sao thì mẹ bố mày banh háng chúng mày xem à. À thì mẹ tao banh háng chúng mày xem à. Thì mẹ bố mày đã ngồi thì mẹ em ngồi mọi người nhìn không? Thì mẹ ngồi khép chân lúc đéo đọng như thế này rồi. Mà địt mẹ mày cái thằng hãm lồn. Bố má mày. Đây ai chưa bật được màu đen sang màu trắng này, mọi người nhìn màu trắng mọi người biết cái chất len rất đẹp nha. Còn đúng 2 chiếc mã 10, comment 10 trắng cho em nhanh tay cho em. Mẹ để tao mà chửi không mà tao làm livestream tao chửi mấy cái thằng này mẹ chuyên ra soi bướm soi lồn con gái thì mẹ tao chửi cho đào mà cụ chúng mày lên. Có vải cô tông không thỏ nâu ơi, có tình yêu ơi, đây này, rất đẹp nhá mọi người ơi. Cái mã này mọi người nhìn cái chất len mọi người biết này. Còn 2 màu trắng comment 10 trắng cho em, còn đúng 2 chiếc không? Đẹp lắm, trời ơi, xinh lắm, 10 trắng thư lê cho em này. Ai đấy? 10 trắng thư lê cho em, 10 trắng thư lê 10 này thư lê cho em này. 75.000 cho em ok, 10 này còn một chiếc cuối cùng nữa này. 10 chốt cho em này, Nguyễn Ngân Khánh này. 75.000 cho em ok, hết mãi cho em. Cái này hình như là cái áo này là cũng là hàng đẹp đấy mọi người. Đây để còn sót một ít này. Hình như là con Quỳnh nó dặn để cho nó cái này. Trời ơi phê luôn nhá. Nhìn cái tay của nó là mọi người đã biết là mặc với chân váy rất đẹp rồi này. Nhìn chất len này, đẹp chưa? Nhìn này. Cái mã này mọi người chỉ mặc cần mặc cho em thêm một cái quần dạ hoặc một cái váy len nữa thôi. Gọi là siêu phẩm, gọi là bố cụ luôn. 11 chia sẻ lên cho em. Mã này còn đúng mấy chiếc cũng vừa bán cho tặng cho chế này. 70.000 cho em một cái áo này rất đẹp.
không có khoác bò đâu. Em nói thật mọi người luôn, cái mã này mọi người mà mua thì á, mặc với chân váy auto xinh gái luôn đây. Em là đang còn mặc cái chân váy xấu nhá, đây nhìn này. Cái mọi người mà mặc với cái chân váy len hoặc mọi người mặc với chân váy váy mặc xòe nữa cơ. Ôi trời ơi. 11 nhanh tay thì còn đúng mấy chiếc thôi. 70.000 thôi, quá cái rẻ, còn đúng 3 chiếc bán một tặng nó chế đấy. 11 này, Nguyễn Thúy này. 70.000 một cái rồi, 70.000 này. 11.000 của em cái đường viền ở dưới này, đẹp chưa? 11 này Hồ Diệu Linh cho em này, nhớ ra chia sẻ lên cho em có giá này nhá. Hồ Diệu Linh cho em là 70.000 này. Em mà các chế mà không chia sẻ lên cho em là không bán giá này luôn. Còn một chiếc cuối cùng. Cái Trần Giang này, Trần Giang một cái hết luôn này. Má này Trần Giang một cái hết luôn này. Má này một Trần Giang đúng không? 11 Trần Giang cho em này. Trần Giang cho em này. 70.000 này. Lên cho em một mã nữa. Riêng cái mã này hôm nay cũng là một giá luôn. Bởi vì nó là màu than nhá. Màu này màu rêu chứ không phải than. Màu rêu, còn 3 chiếc về cửa hàng mà em bán ở bởi vì mã này rất là dày. Cửa hàng mà em bán 200 một cái. Ở cửa hàng tất nhiên phải khác thôi đúng không mọi người. Màu rêu này. Cái màu này ngoài mọi người sẽ thấy rõ hơn. Nó là màu rêu nhá. Màu rêu nhá. Nó hơi rêu nhẹ một tí rất đẹp này. Còn mã này ai mà nhận thì biết cho em này. Bán cho em luôn. Mã này 78.000 cho em. 12 cho em còn đúng 3 chiếc. Trời ơi đẹp quá. Mã này rất là đẹp này. Lông ai mà nhận cái mã này rồi, ai nhận áo này rồi lên tiếng hộ cháu nó với. Áo này bán phải đến mấy chục chiếc rồi, mấy trăm chiếc rồi. Màu nâu này, màu rêu này đẹp chưa? Trời ơi mã này bán không bao giờ còn lối thoát luôn. Bởi vì hôm cái mã này để sau đi anh. Đẹp chưa? Để nhìn của em này, chất len này. 12 cho em nhanh tay thì còn 3 chiếc thôi, 78.000. Duy nhất ngày hôm nay. 78.000 cho em này. Màu này cơ, màu mã bao nhiêu đây? Xinh quá, bao nhiêu đây? 12 cho em này, 78.000 này. 12 cho em 78.000 nhanh tay thì còn này. Hoàng Ngân cho em này, mã này mặc xinh lắm luôn mọi người. Hoàng Ngân cho em này. 12 cho em, Mai Thị Minh ơi đơn tình yêu đi rồi. Xinh chưa? 12 cho em, chắc chắn mua hàng ấy chốt cho em nhà. Chốt mà để xả với chặn hàng thì chặn Facebook, chốt mà các tình yêu mà chốt để chặn Facebook với cả chốt mà để nghe chửi, tốt nhất là mọi người không nên chốt nha. Chứ còn không khổ thân em lắm. 12 Hoàng Hiền này, cái áo này ai mà nhận được ưng luôn này. Hoàng Hiền đúng không? 12 78.000 này, Hoàng Hiền này. Ok. 12 chốt cho em một cái cuối cùng nhanh tay. Nguyễn Văn Khánh ơi, 11 em còn thì em để ở tí nhá. 12 Ngọc Thúy hết này. Đẹp quá trời ơi. 78.000 cho em, ok. Bây giờ mọi người thích lên, anh lên cho em một cọc phao với dạ đi. Chia sẻ lên cho em chưa? Chất đẹp lắm. Cảm ơn Melanie Lê. Cảm ơn tình yêu nè. Đây, lên 3 cái màu nâu đây. Quá hot gì này. Mỗi lần lên là phải lên rè rè, sợ hết mẹ mất. Tôi lên là đẹp quá, vừa lấy về xong hàng dày chưa này. Chân váy, lên một cặp chân váy nữa cho em nhá. Đây, ôi, lô này quá xinh luôn này. Mọi nhìn đâu không ạ? Nhìn của em này, mọi nhìn form em mặc với nhìn kiểu dáng của em, mọi biết nhá, rất đẹp này. Đây, lô này còn đúng 3 chiếc, vừa bán nó tặng 75.000 cho em. Nói chung lô này mà, 3 cái này mà khách không lấy được thì gọi là quá phí cuộc đời. Lô đẹp quá, trời ơi, form này rất xinh này. Nhanh tay chia sẻ cho em 75.000 cái áo này không lấy. Mã 13 cho em này. Có 13 cho em. Đẹp. Lên này. 13 cho em nhanh tay thì còn. 13 cho em. Nguyễn Thúy nhờ 11 cho Nguyễn Văn Khánh. Ok. 11 còn ok. Nguyễn Thúy nhờ 11 cho Nguyễn Văn Khánh này. Đẹp quá. Rất là xinh này. Mã 17 này. Xinh lắm. 75.000 cho em. 11 ok. Nguyễn Văn Khánh một chiếc này, nhường cho Nguyễn Thúy này. 13 chốt cho em này, chắc chắn mua hàng ấy chốt cho em nhá. 13 còn đúng 3 chiếc 75.000 này, áo này nhìn quá, chắc đẹp lắm. Áo này đâu rồi, ôi sao cái cọc này còn một chiếc này. 13 chốt cho em, 13 chốt cho em. 13 này, Nguyễn Hậu một cái này. Nguyễn Hậu cho em này. 75.000 này, ok này. 13 Nguyễn Hậu này, xin địa chỉ Nguyễn Hậu nhá. 13 này, chị Ngân này, Ngọc Hân này. Má này chất cực kỳ thích luôn. Còn đúng 3 chiếc này. 13 còn một chiếc cuối cùng cho em nữa luôn. 13 bao tiền? 75.000. Theo hoa hồng nhá mọi người. Chẳng lên dạ cho em này. Cái dạ vàng này quá hot rồi. Ừ eo ơi, Hoa Vũ cái nào vàng có vậy bà. Trời ơi cái nào cũng có vậy người đẹp. 13 chốt cho em một chiếc cuối cùng các tình yêu ơi. 13 chốt cho em. 13 chốt cho em siêu xinh. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nha các chị đẹp. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 13. Kính ok, kính cận Nguyễn cho em này. Kính cận Nguyễn cho em này. 13 kính cận Nguyễn đây lên một mã nữa này. Thực ra cái cọc này còn không anh hết rồi. Thực ra là cái cọc này em bán gọi là hôm nay bán không biết bao nhiêu mà khách nhận ưng lắm luôn cái mẫu này, rất là ưng luôn. Còn sót cho em này, cái hàng này là hàng hãng cho em này. Các tình yêu có đơn mới Nguyễn Hậu thứ này, hàng này hàng hãng luôn, mọi người nhận mà không ưng là hơi bị phí hôm nay bán cho em luôn này. Đây còn đúng 4 chiếc này, mọi người nhìn đúng không ạ?
hàng hãng rất đẹp này. Trời ơi, hàng hãng này cực kỳ đẹp luôn này. Mặc cái mã này mọi người mặc rất là đẹp nhá, mặc cực kỳ nhẹ nhàng. Bên trong mà có thể mặc một cái áo sơ mi ra ngoài, nó rất là xinh. Mã 14 cho em, 14 chốt 14 cho em, ok inbox chắc chắn mua hàng chốt cho em. Nhưng mọi người đừng chốt cho vui miệng, đừng chốt để xả hàng, đừng chốt để chặn, đừng chốt để nghe chửi, chỉ một cái câu thôi, đừng chốt để nghe chửi. Anh ơi ghi một em cái inbox vào đây. Mã này rất đẹp này, màu xanh hàng hãng này. Mã này mã 14 chốt cho em còn mấy chiếc thôi. Ai mà nhận cái chất này thì biết này, cực kỳ phê luôn. Nó gọi là mọi người mặc mùa thu quá hợp luôn, nên nó rất là mềm nhá, nó nhẹ nhàng, nó không dày. Mã này để mặc mùa thu để mà nói mà mặc dày thì không phải, nhưng mã này mặc mùa thu rất nhẹ. 14. Đây, mã 14 cho em này, rất đẹp, 14 bán cho em này 85.000, nhanh tay thì còn. Hai hôm trước chưa vượt được cái này thì vượt cho em này. Còn xả em bán gọi là rẻ hơn rồi đấy mọi người ạ. Bởi vì cái hàng này hàng hot cho em luôn, 14 này. Quý Võ Không Giấu có hàng này. Mẹ thằng Nguyễn Trung nữa. 14 Thúy Võ cho em, hôm nay trông nhiều chó đấy nhở. Thúy Võ cho em này. Bao nhiêu nhở? 85.000 đúng không? 14 Thúy Võ đơn cũ cho em này. 14 chốt cho em này, 85.000 đúng. Mã này xinh lắm. Mã này không chốt hơi phí luôn. Cái màu của nó hôm nay mặc với cái áo trắng thì không đẹp, chứ còn cái mã này phải nói là chất rất đẹp luôn này. Nhanh tay, nhanh tay thì còn này. 14 Thúy Nguyễn Không Giấu này. Hôm qua có đơn, hôm qua. 14 Thúy Nguyễn Không Giấu cho em này. Nhanh tay thì còn, màu xanh rất đẹp luôn, còn đúng hai chiếc cho em. Nhanh tay, nhanh tay cho em, màu này rất đẹp, hàng hãng cho em luôn này. Cái này là hàng hãng xịn nha mọi người ơi. Ok ok, đứng lên này, đứng lên cho các chế này. Đã bảo rồi cái mã này không đẹp không lấy tiền mà lại còn chất rất nhẹ nhàng mọi người nhá. 14 chất siêu nhẹ nhàng luôn, cực kỳ đẹp. 14 14 14 chốt cho em, 14 còn đúng hai chiếc nữa thôi mọi người ơi. 14 ok, Nguyễn Ngọc My ơi, 14 chốt cho em nè, còn đúng hai chiếc nữa thôi. Bởi cái mã này hot hôm trước không mọi người biết là hôm trước không có hàng mà bán. Cái mã này hôm trước không có hàng mà bán luôn mọi người ơi. Lên cho em thế để tí nữa em nhá. Tí nữa mà mọi người mà mua là dỗi hờn đấy. Livestream xong mà mặc là dỗi hờn đấy. Lên cho em cái dạ vàng anh ơi. Anh ơi lên cho em cái dạ vàng. Lên cho em cái dạ vàng là bao nhiêu lần chia sẻ rồi các chế. 14 Gabi, Gabi có hàng này, một chiếc thôi, tốt cho em đi này. Hello chị Thu Hà, bây giờ mọi người mới xong việc đúng không? Gabi, Gabi cho em nè. 85.000 này. 14 có một cuối cùng nữa các chế, không vấn lót cho em à. 14 Thiện Quyên có hàng này. Thiện Quyên à. 14 này Thiện Quyên này. Phải không? Ờ. Em hết rồi. 85.000 cho em hết mã này. Thiện Quyên chị nhận được hàng chưa nhỉ? Đây lên dạ này, dạ này quá xuất sắc luôn. Về mỗi lần về nó xón cho mình ít. Mỗi lần về nó xón cho mình ít này. 14 chị Nguyễn Ngọc đi ơi, hết hàng rồi tình yêu ơi. Chị vừa mới chốt xong thì hết hàng. Thực ra cái form giả này nhá, nó là một cái áo khoác mà, thế nên là một người gầy mà cũng ok nhá. Em để em mà nói thì thực ra là tùy là theo sở thích của mọi người nhá. Đây này, cái dạ này lông của nó có thể tháo ra được này. Nói chung là dạ này quá đẹp luôn, mặc mùa này cực kỳ xinh, còn đúng 5 chiếc. Chốt nhanh cho em đúng 5 chiếc về lần này, không biết là lần sau có về thêm được nữa không. Bởi vì là quá là hot hit luôn mọi người ơi, 5 chiếc ai nhanh tay thì được 155.000 một cái dạ này thôi này. Dạ này em đã bảo rồi 7 triệu không cần quảng cáo nhiều, mùa đem đi tặng thôi. Em nói thật mọi người, em đem đi tặng thôi mà mọi người toàn bảo là ô Quỳnh ơi cái áo dạ này là hơn 1 triệu à. Mọi người mặc cho em mùa đông này, mặc rất đẹp luôn này, mã bao nhiêu đây? Dây tay của nó nhá, mã này gọi là kiểu nó cực kỳ sang chảnh luôn. Còn đúng 5 chiếc mã mười mấy đây ạ. Form này là form dáng rộng, mọi người khoác lên cho em như này nhá. 15 Thu Nhà này nhanh tay thì được. Bạn bạn này mọi người đem đi tặng thôi, đã gọi là cực kỳ xịn rồi. 15 cho em này, Thu Nhà cho em này. Ok này, 155 cho em này, ok này. 15 Thơm Nông này, còn đúng 5 chiếc chốt nhanh tay nhá. 15 này, Thơm Nông này. 15 Ngọc Huyền này. Trần Giang. 155 này, ok này. 15 này, Trần Giang này. 15 này, Kim Cần Kính Cận Nguyễn này. Trần Giang với Kính Cận Nguyễn một đợt. Kính Cận Nguyễn cho em này. 155 này. Trần Giang. Ok này, 15 Trần Giang này. Ngọc Huyền này. Trần Giang với Ngọc Huyền. Xinh lắm luôn, Trần Giang cho em này. 155.000 cho em luôn. Nhanh tay thì còn nhá, 15 155.000 này. Ok, mã này quá xuất sắc luôn. Đây mọi người nhìn không? 15 Ngọc Huyền cho em này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn, 15 chốt cho em. 15 quá xuất sắc, 5 chiếc thôi. Trời ơi, 15 5 chiếc thôi. À quên, chưa có hàng không nhỉ? Ít pin. Chưa có hàng không? 15 cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi, 15. 15 Thông Đông đi rồi. 15 Ngọc Huyền này. 15 Ngọc Huyền cho em này. Lên cho em mấy cái dạ kia đi. 15 này, Ngọc Huyền cho em này. 155.000 này. 15 15 15. Để anh xem, anh xem em cái bạn Nguyễn Đỗ Trà My, cái bạn ấy không lấy đưa hết dạ cho em đây. Được khách dạ đơn 1 không lấy đây, đưa hết cho em. 15 chốt cho em này, Thiện Quyên này. Mấy khách mà không lấy đưa hết ra đây cho em. Thiện Quyên cho em này. 155.000 này. 15 Liên Trần cho em này. Cái này là mấy khách không lấy này. Thiện Quyên với Liên Trần đúng không? Ừ, Liên Trần cho em này. Số điện thoại. 155 này.
15 chốt cho em này, chắc chắn mua hàng, chốt cho em Đặng Quyên có hàng này. Chắc chắn mua cho em bởi vì cái dạ này em vẫn gửi nhá, mọi người cho em xin số điện thoại này. 15 này. Đặng Quyên mắt này mọi người. Là tại sao lại đi đơn? Đặng Quyên cho em này, 155 một cái dạ em vẫn đi đơn nhá, chắc chắn mua hàng chốt cho em này. 15 ỉn pin cho em này. 15 hạnh phúc pin một cái này. Ỉn pin, 15 này, anh ghi ỉn pin với hạnh phúc pin cho em này. 155 này, những cái khách mà ấy thì ra bỏ luôn, không có số điện thoại. Ok. Hết cho em mã này. Ỉn pin cho em này. Hạnh phúc pin có, ghi hạnh phúc pin. Đây, lên cho em cái chân váy này cũng xuất sắc luôn này mọi người ơi, chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên, ồ chân váy đẹp quá. Chân váy này phải gọi là bây giờ em mới ra, bây giờ mọi người mặc mới đẹp. Bây giờ mọi người mặc mới đẹp, chân váy nói thật mọi người luôn là quá đẹp luôn này. Chân váy này vừa bán vừa tặng cho em luôn này, bán cho em là 45.000 một cái. Thực sự chân váy này mọi người mà không mua thì hơi phí. Nó còn size tầm khoảng độ mọi người tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em nhá, đẹp lắm luôn đây. Bên trong có lớp lót mã này mọi người mặc với quần đen hoặc mọi người mặc với cái gì, chân váy mặc mùa đông rất xinh này. Không hề bị ấy một tí nào luôn, cái màu này gọi là màu quá đẹp, xuất sắc luôn. Đây mọi người nhìn không ạ? Cực kỳ đẹp luôn này. Cái chân váy này mặc rất là xinh, mặc đi làm cũng đẹp này. 45.000 cho em còn 4 chiếc, mọi người tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em. Mã này bao nhiêu ạ? 16 cho em này. 16 cho em 45.000 cái chân váy, hàng dày dặn luôn ạ. 16 chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 16 cho em chân váy rất đẹp, hàng Quảng Châu này. Đây cho mọi người xem. Không phải là em nói điêu. Đây. Hàng Quảng Châu mắc xịn luôn này. 16 chốt cho em này. Hàng Quảng Châu cho em luôn, 16 Ngọc Huyền có hàng này. Ngọc Huyền cho em này có 45.000 thôi ạ. Ok này. 16 Lê Hằng này. 16 Lê Hằng cho em này. 45.000 này, ok này. 16 này, chốt cho em 16, chốt cho em là ai đây? Em lên sai đã. Hiếu siêu nhân cho em này. Hiếu siêu nhân này. 16 Trần Chi em hết này. Chân váy này vừa bán nó tặng luôn các chế 45.000 này, ok. 16 chốt cho Trần Chi em hết này. Chân váy này rất xuất sắc luôn. Hiếu siêu nhân với Trần Chi ạ. Ờ hết sạch luôn bạn này. 16 với Trần Chi này. Đẹp luôn. Đẹp chân váy đẹp này. Bên trong có lớp lót này. Nói chung là chân váy này là hàng Quảng Châu cao cấp rồi đó chế. 16 chốt cho em là Trần Chi, xinh lắm luôn. Lên mạnh tay nha, chia sẻ mạnh tay lên cho cháu nó nha. 16 Trần Chi cho em này, anh đưa cọc cho em đây. Một cọc ở trên kia kìa. 16 Trần Chi cho em này. Cả cọc ở trên kia nó có cái lô 2.000 ấy. Cọc đấy anh nhìn thấy cọc là anh lên cho em. Cái form dạ này có size nhỏ hơn nhá mọi người. Đây là đang có. Đây, lên một màu hot trước nhá. Màu này lên màu hot trước cho em này. Màu đỏ này rất đẹp này. Cái form này là form dáng rộng nhá. Cái form này là form dáng rộng cho em này. Đẹp xuất sắc chưa? Cái dạ này ưu tiên các tình yêu 55-60 cân mặc ok cho em. 55 cân mặc ok cho em, 50-55 cân mặc ok cho em nhá. Còn đúng một chiếc duy nhất này, bán cho em 150.000. Riêng cái dạ này khỏi phải nói luôn này. Cái dạ này quá là xuất sắc luôn. 50-55 cân mặc cho em dạ này. Cực kỳ đẹp luôn, 150.000 này. Dạ này Quảng Châu cao cấp luôn, em còn đúng một chiếc cho em. Đây. Cái dạ này quá xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn nó chế. Nhanh tay thì còn cho em này. Nhanh tay thì còn cho em này, dạ này xinh chưa? Đẹp quá. Trời ơi, cái dạ này phải gọi là cực kỳ xuất sắc, còn đúng một chiếc màu đỏ đô thôi. Có 150.000 một cái dạ Quảng Châu hàng cao cấp mọi người nhá. Em không bán hàng vớ vẩn đâu ạ. Ai mà mua hàng dạ của em thì biết này. Ai mà mua hàng dạ của em thì biết này. Đẹp xuất sắc chưa? 150.000 thôi, mã 17 chốt cho em này. Cực kỳ đẹp. Có đúng một chiếc không mọi người ơi, 17 cho em này. 17 cho em còn đúng một chiếc. 17 nhanh tay lên. Ok Nguyễn Hậu luôn này, đẹp quá. Nguyễn Hậu cho em xin số điện thoại đi ạ. Cho em phải cho em xin số điện thoại nhá, lúc cho em tìm lúc của chị là em. 17 Nguyễn Hậu cho em này. Nguyễn Hậu cho em này 150.000 này, ok hết mã này cho em. 150 chứ không phải 160 luôn này. Đây nha mọi người, tiếp cho em cái áo này chỉ phải gọi là quá là hot hit rồi. Cảm ơn Hòa Nguyễn, em lấy một cái rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Riêng dạ nha em, mọi người nói thật sự luôn, mọi người mua hàng gọi là mọi người mua hàng cao cấp mọi người biết rồi, mọi người mua hàng mãi rồi. Đây này, lên một cái dạ hot hit luôn. Cái này còn không có mà bán cháy luôn. Ai mà nhận cái này hôm nay, chị nào chưa vợt được cái này vợt luôn đi, hoặc là nếu đã vợt rồi thì vợt thêm cái nữa. 95.000 cho em khỏi phải nói nhá, bởi vì cái áo này rất đẹp này. Dáng rộng cho em này rất là đẹp tí nữa này. Trời ơi, cái áo này gọi là form gọi là siêu phẩm luôn này. Dạ nó là dạ mỏng tiêu nhưng mà rất là đẹp. Mã này tình yêu nó chưa vợt được thì vợt nhanh lên cho em, bởi vì còn hình như còn đợt này là còn đúng mấy chiếc thôi là hết sạch không còn luôn này. Nhìn này, xuất sắc chưa? Nói thật mọi người luôn, cái mã này riêng mã này mọi người mua ở ngoài mã 18 đúng không? 18 chốt cho em là Chi Ly Nguyễn này. 18 chốt cho em là Chi Ly Nguyễn, dạ này ai nhận thì chỉ có mê thôi. Chi Ly Nguyễn vẫn chưa có. 18 này Chi Ly Nguyễn, xin số điện thoại Chi Ly Nguyễn cho em này. 95.000 thì ok này. 18 Hoa Bồ Công Anh này, nhanh tay hộ em. Mã này hết sạch và hết luôn đấy. Rất là đẹp. 18 Hồ Hải Yến này. 18 này Hoa Bồ Công Anh này. Hoa Bồ Công Anh này. 95.000 này.
18 là Hồ Hải Yến này. Hồ Hải Yến đi đâu này? 18 là Thỏ Nâu này. 18 Hồ Hải Yến này. Hồ Hải Yến cho em này. 95.000 này, ok này. 18 Thỏ Nâu này, nhanh tay thì còn. Mã này mặc rất rất căng luôn. 18 này Thỏ Nâu cho em này. Hồ Diệu Linh. Thỏ Nâu cho em này, 95.000 ok này. 18 Hồ Diệu Linh cho em này. Nhanh tay thì còn. 18 Hồ Diệu Linh cho em này. Hồ Diệu Linh, trời ơi, Diệu Linh cho em này. 95.000, em nói thật mọi người, em cũng chẳng phải là gọi là nói điêu hay cái gì cả. Mọi người mà mua cái áo này dáng như thế này ở ngoài ít nhất phải tầm khoảng độ 350-400 này. Nhìn đủ em cái chất này. Cái mã này phải gọi là quá quá đẹp luôn. Nhanh tay, nhanh tay, còn hình ở đây hình như còn đúng 5 chiếc. Không, mã này là mã 18 cho em này. Chi Linh Nguyễn xinh chưa? Eo này, túi này. Đẹp xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn các chế dạ dáng dài, mọi người không mua đâu được cái giá này luôn à. Mặc kiểu gì cũng xinh này. 18 nhanh tay cho em, 18 Yến Lê không giấu này. 18 này. Yên Lê không giấu này. 95.000 này, ok này. 18 chốt chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ có hàng này. 18 này Nguyễn Thị Ngọc Mỹ có hàng này. Bao nhiêu chị chốt cho em mà em không nhớ cái mã này đâu mọi người ạ. Bởi vì inbox của em nhiều quá ấy. Thực ra là khách gọi ra 18 chốt cho em, 95.000 này, Hoa Vũ có hàng này. 18 Hoa Vũ có dấu này. 95.000 cho em này. 18 chốt cho em còn đúng á, còn đúng. 18 còn đúng 2 chiếc nữa rồi, nhanh tay thì còn Yên Lê có hàng này. Hồ Diệu Linh là em nhường 18. Hồ Diệu Linh ơi, hôm nay là lần này là em vào livestream của chị lần đầu đúng không em? Hồ Diệu Linh ơi. Lần sau mà như vậy là xả hàng nha bé nha. Nguyễn Thanh Lan ơi, 46 cân vừa mà món này nó là form dáng khoác choàng mà. Chắc chắn rồi hãng chốt nha, 18 Ngọc Thúy có hàng này. Em không chốt để cho các chế xả đơn đâu nhá, bởi vì sao em đã ghi vào đây rồi, lúc sau tìm rất là khó. Mã nào chốt 18 Thúy Võ này, 18 Ngọc Thúy này. 18 Thúy Võ, 18 Ngọc Thúy, 18 Yến Cherry này, hết này. 18 này, Thúy Võ này. 95.000 cho em này. Ok, 18 chốt tiếp cho em. Mã này bảo không lấy là 18 này. Ai nữa đây, Thúy Võ này, Liên Trần này. Yến Cherry. Ừ, Yến Cherry đã 18 Liên Trần nữa này. Đẹp lắm luôn này, rất nhiều người chốt luôn. 18 ngồi lại thành ra một người hai cái. Liên Trần này. 95.000 cho em này. Của Hồ Hải, anh chị anh tưởng sang cho em là nhiều mã đẹp lắm luôn. Của Hồ Diệu Linh đúng không? Hồ Diệu Linh là ai chơi được đấy? Bây giờ phải tìm trong đống này cơ. Hồ Diệu Linh chuyển sang Yến Cherry cho em nhá. Dạ thôi em không nhường đâu, em sợ lần sau không mua được lắm. Không, lần này là nhắc nhở cảnh cáo nhá. Bởi vì sao cái mã này rất đẹp, chị nói thật luôn. Gần như là cái hot, gọi là hot hot trendy nhà em luôn ấy. Lên là hot, lên là cầm khoảng cứ tầm khoảng độ 30-40 cái một mẫu là ok. Mã đấy hết rồi, 18 hết sạch, các chế comment xong không được đâu. Cái mã này là mã 10 trắng này, comment của em ai lấy cái mã 10 trắng này comment cho em 75.000 này. Còn sót, vừa nãy nhiều khách comment lắm luôn. Còn sót duy nhất một cái cho em thôi mọi người ơi này, rất đẹp luôn. Còn sót duy nhất một cái cho em, tình yêu là chốt nhanh lên, không thì không có đâu ạ. Chất len rất xinh nhá, cổ ngọc đính luôn này, rất đẹp. Gần như không ai bán cái này 75.000 đâu ạ. Nhanh tay thì còn các chế, lên lên cho em. Mã này 19 cho em, à mã 10, comment của em 10 trắng nhá. Bởi vì này là 10 cổ ngọc mà. Còn đúng một chiếc này, 75.000 cho em. Trời ơi, chị Nguyễn Thị Hồng Nghĩa đi đơn từ 2 sản phẩm nhá. Ừ thôi được rồi, chị ơi nếu mà áo của chị một cái thì đi cũng được này. Mã này 95.000 là đi đơn rồi này. Chụp ảnh đi. Đừng cho địa chỉ trên này nhá mọi người, cho số điện thoại là em đã gọi là em này, gọi là em ấy lắm rồi. Ok. Thu Nhài đã có 10 trắng rồi mà tình yêu ơi. Thu Nhài có 10 trắng rồi mà đúng không? Mọi người có đơn inbox cho em địa chỉ nhá, em không ấy đâu ạ. 10 trắng này. 10 trắng chốt cho em 75.000 rất xinh. Và sau đó là lên cho em một cái giả. Trời ơi giả đẹp lắm luôn các chế. Thu Nhài có 10 trắng rồi mọi người nhớ để ý nhá. Cẩn thận không comment hai lần là hơi bị ấy nhá. 10 trắng này. Ngọc Thúy ơi có Ngọc Thúy mà nhở. Áo đấy có chốt Ngọc Thúy mà. Mã 10 này xinh lắm luôn. Ai chốt 10 trắng này. Mã 10 chốt cho em lên dạ cho em nhá. 10 chốt cho em nhanh tay nhanh tay cho em. 10 rất là xinh luôn. Thu Nhài có mã 10 trắng rồi mà. Em chốt cho Thu Nhài mã 10 trắng rồi mà. Hoàng Hiền. Hoàng Hiền cho em này. Chắc chắn mua giúp em nhá các chế. Phụ em với xin hãy là một người. Xin hãy là một người mua hàng văn minh. Mua xong rồi đừng xả này. Áo khoác đỏ cho em xem lại. Đỗ Thị Vân á hay là ai đây. Đây lên một cái dạ màu xám này. 10 trắng 15 đây. Một cái dạ quá đẹp luôn này. Đây mọi người nhìn của em dạ này. Đằng sau của nó này. Eo cái dạ này gọi là form xuất sắc luôn đấy mọi người ạ. Cái dạ này màu thanh than cho em này, dạ xù rất rất đẹp luôn. Cái form này cho em là có, em có đang có 3 cái hiện tại đây là bán cho mọi người là vừa bán vừa tặng luôn. Ngọc Thúy xong rồi em không chốt cho Ngọc Thúy cái áo khoác nữa. Ngọc Thúy á. Áo khoác này. Thì vẫn còn một ít đúng không? Còn đâu hết rồi. Còn vẫn còn. Rõ ràng em đọc anh ghi ở đây rồi. Đây mọi người này. Đấy thì để cho chốt cho Hồ Diệu Linh. Hồ Diệu Linh đang định chuyển Hồ Diệu Linh sang. Cái mã này có 2 size nhá. Có cái này có 2 size này.
Cái này có hai size cho em này, 150.000 này. Riêng cái dàn này em bao chất cho các chế luôn này. Rất đẹp. Mã mười mấy đây? À thu nhài, thôi chết, thu nhài có đen. Đây, thực ra cái bát này em thấy form mọi người mặc tầm khoảng độ này. Cái này nó ghi là ghi ấy, check đấy. Mọi mặc tầm khoảng độ dưới 50 cân là ok cho em mã này nhá. Hai cái này luôn này. Cực kỳ xinh luôn này, dưới 50 cân cho em này. Ôi dạ đẹp xuất sắc luôn đấy mọi người nhìn này. Dạ 150.000 cho em, còn đúng 3 chiếc thôi. Dạ này, dạ này, dạ này, dạ này cho em này. Nhanh tay, nhanh tay, ok tí nữa còn tớ tìm cho. À thu nhài ơi. Cái dạ này quá đẹp luôn, 150.000 cho em này, dưới 50 cân nhá. Như cái form dạ này, này đẹp chưa? Trời ơi form dạ này đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay, nhanh tay cho em. Đẹp lắm, mắt này bao nhiêu đấy? Mắt này bao nhiêu? Chẳng nhẽ là chuyển quyên 10 trắng bây giờ. Mắt này bao nhiêu đấy? Quyên chưa đủ đơn. 10 trắng chốt cho ai? Chị Thu Hà ơi, dạ này đẹp mà. Em còn 3 cái đấy, 150.000. Mắt này bao nhiêu đấy? Mã 19 cho em này, các tình yêu chốt dạ chốt nhanh lên. Ok chị Hoàng Hoa một cái này. 19 cho em chị Hoàng Hoa này, dạ này không mua hơi phí luôn này. 150.000 cho em này. Hoàng Hoa cho em 150.000. Quần tất em bán mới lấy mà em lười quá. Quần tất đang cháy ấy. Đang cháy. Đang cháy, đang cháy, đang cháy này, đang cháy cơ chế. Đang cháy quần tất cho em. Lên cho em mã nữa đi anh. Đây này. Một cái form này. 19 chốt cho em bởi vì là gì nhở? Chị Hoàng Hoa này, 19 Hoàng Hoa có đơn rồi tình yêu ơi. 19 Hoàng Hoa 150. Có dạ dáng ngắn không Tường Vi ơi, có đấy dạ này. Ok này. Minh Tâm Nguyễn 19. Ok 19 Minh Tâm Nguyễn cho em này. Chắc chắn mua hàng ấy chốt cho em nha, 19 này. Minh Tâm Nguyễn này. Với cả Ngọc Huyền hết luôn này. 19 Ngọc Huyền hết này. 19 Mai Chị Minh thì hết mất rồi. Minh Tâm Nguyễn thì giống lại Minh Ngọc Huyền cho em này. 150.000 cho em này. Test cho em dạ này dày chưa? Riêng dạ này thì không dám lên, không dám sâu hàng nhiều quá đâu. Cái này màu đen. Cọc này nữa này. Cọc này là còn 5 chiếc rồi. Vừa bán vừa tặng cho em một mã này đi. Đẹp lắm luôn. Cái len này phải gọi là mọi người nhận cái rồi, Minh Tâm Nguyễn chốt rồi này. Mọi người mà mặc cái áo đen thì phải gọi là quá xuất sắc. Mặc cái quần dạ, mùa này mọi người mặc cái quần dạ rất rất xinh luôn. Nhanh tay chia sẻ lên cho em một cái mã này. Nốt một cái mã này là hết, thế nên em sẽ bán cho mọi người một cái giá gọi là mọi người chưa tưởng luôn này. Đẹp lắm luôn, mọi người nhìn tay này. Mã này tay mọi người nhìn này. Rất là tây luôn, dáng này mọi người mặc cái quần dạ eo ơi, thực sự phải gọi là pha màu này. Cái mã này mà chất của nó anh sờ chốt này. Xinh chưa? Quá đẹp luôn, một cái mã này em nói thật mọi người luôn, mã này vừa bán cho tặng cho em 71.000 thôi, nhanh tay thì còn mã này. Minh Tâm Nguyễn thì xuống lại cho em, nếu Minh Tâm Nguyễn không có Mai Thị Minh. Minh Tâm Nguyễn không có số điện thoại, chuyển sang Mai Thị Minh. Nhanh tay cho em chỗ cái này màu này mặc dây dã man luôn, màu đen trắng nhá, dạ pha áo len pha này 20 đúng không? 20 đặng khuyên này 71.000, mã này xinh quá. Đây. Hàng dày xuất sắc luôn này, nhanh tay chia sẻ cho em mọi người ơi. Đặng Quyên cho em này bao nhiêu nhở? 71.000 cho em này. 20 chốt cho em mấy giờ rồi anh? Ôi dồi ôi. 20 chốt cho em. Có quần giả váy dạ không chị Hoàng Hoa? Em chưa lấy tình yêu ấy. Quần giả váy dạ là chưa lấy mọi người ơi. Mạng nó có bị lag không? Sao mai lên 20 Đặng Quyên nhầm này. Mọi người ơi, mọi người để hộ em nhé. Chắc chắn mua hàng giúp em này. Cái mã này rất đẹp. Trời ơi cái mã này mọi người nhìn này. Mặc xong rồi đi với bốt mặc quần như em thôi. Rất là xinh luôn. 20 chốt cho em là bao nhiêu đây? Hiền Hiền hay là gì đây? Hiền Hiền này có 71.000 một cái áo đen này, Hiền Hiền cho em 71.000 này. Minh Tâm Nguyễn thì số xả luôn rồi anh. Minh Tâm Nguyễn để sang Mai Thị Minh đi. Trời ơi chốt hàng xong không có số thế này thì mọi người chốt chi nhở. Ừ ok ok chắc chắn mua hàng chốt cho em nha mọi người. Em phải lấy lại rất là buồn luôn.